Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ dẫn chiếc xe của mình đi này, và mình sẽ đi fix lại những cái lỗi mà hôm bữa mình nói với nó, mình nói với các bạn á, những cái lỗi về việc về cái cánh gió nè. Rồi mình cũng sẽ lên ý tưởng làm thay đổi một số thứ về chiếc xe của mình. Các bạn đón xem coi mình sẽ fix cái xe mình như thế nào nha. Mình nói về vấn đề là xe mình bị gặp cái lỗi là bị gãy cái hốc gió carbon. Cái hốc gió đó chỉ là cái đồ chơi mình gắn lên xe thôi, chứ nó cũng không có cái công dụng gì quá gọi là nhiều tới xe mình. Cái công dụng nó chủ yếu nó là trang trí cho xe mình ngầu hơn thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi khắc phục cái lỗi đó, thì mình có thể là mình sẽ thay mới cái đó đó. Với lại mình suy nghĩ rồi, mình sẽ thay lại hết cái dàn ốc titan của mình luôn. Tại vì cái dàn ốc titan bây giờ là 12 giờ sau đường này kẹt xe đông thế nhỉ, đông nhất rồi đó, giờ mình được thấy luôn á, không biết có biến gì không nha. Thì mình thay lại cái dàn ốc titan. Cái dàn ốc titan của mình á thì lúc trước anh em cũng biết rồi, mình đã đi qua mấy màu sắc rồi. Đầu tiên á là màu xanh ngọc, gọi là xanh lục bảo ấy, rồi sau đó mình nhuộm lên thành màu tím, rồi sau đó lại là xanh tím. Nhưng mà qua những cái màu sắc đó thì chốt lại vấn đề là nó sẽ không đẹp và không hợp với xe của mình, nên mình không dùng nó nữa. Và mình chuyển sang, bây giờ là mình chuyển sang sử dụng màu vàng. Mình cảm thấy lên màu vàng nó hợp hơn, và mình sẽ mua thêm một số con ốc nữa để mình lên nguyên cái dàn chân trước luôn cho nó đồng bộ. Mình chắc chắn rằng khi mà có thành quả xong á, mình show cho anh em xem á, thì cái xe của mình nó sẽ đẹp theo một cách khác biệt liền, và nó sẽ đồng bộ hơn trước rất là nhiều, chứ không còn màu xanh 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 tím nữa. Đó là cái điều mình mắc xua với anh em luôn. Ok, thôi mình sẽ tạm dừng tại đây, anh em hãy đợi xem thành quả của mình nhé. Đấy, đường đổ ngọc thạch phía trước đây này. Đấy, đổ ngọc thạch này chúng ta quẹo phải là gặp ngay F1 Store luôn, nguyên cái bảng cờ F1 Store bự dần dần đấy đó. Ok, đến rồi anh em ơi. Cái này nó bị gãy nè cô gái ơi. Cái này bị gãy, em thay cái có cái loại ngắn không? Không, bây giờ chị không còn cái nào luôn á. Trời vậy. Bây giờ gãy không, bây giờ mình cắt giá. Cắt giá chơi ngắn luôn. Cắt gì? Chị chủ. Em thấy có nhiều người ta không thích dài, người ta cắt ngắn chị không? Là nó chỉ ôm vậy thôi, là nó ngắn vậy nè. Vậy hả? Ừ. Để tháo ra cho cắt ngắn đi, đi thiệt. Đi giờ mốt ấy thì tính. Chứ giờ chị không còn cái nào á. Nhưng mà cắt ngắn đi, đi đẹp mà. Sao chạy gãy ghê vậy?
Mới xe xong rồi anh em. Đây, cái này anh em nhìn xem, xe bây giờ là sạch bóng, không có một miếng bọn nào hết ha. Mình cũng vừa khắc phục các lỗi xong tại F1 to. Mình có muốn lên thêm một số ốc titan nữa để cho dàn chân trước nó đồng bộ và nó đẹp hơn. Nhưng hiện tại á, ốc mình đặt chưa có về đủ nên hẹn một hai hôm mình sẽ ra mình sẽ hoàn thiện ha. Và mình cũng vừa rửa xe xong. Thực tế thì theo nhận xét của mình á, khi mà về cái ngoại hình á, ngoại quan của cái gì đó nó luôn là cái yếu tố rất là quan trọng, mặc dù nó không ảnh hưởng đến máy móc hay công suất nhưng mà mình thấy rất là quan trọng. Khi mà các bạn rửa xe xong rồi á, cái cảm giác chạy của các bạn như là được bơm thêm mấy 10% mã lực chạy rất là thích. Còn một khi mà xe các bạn bẩn rồi á, các bạn chạy như là sừ sừ khó chịu lắm anh em. Nên vì thế anh em cố gắng chăm chút chiếc xe mình cho sạch sẽ nha. Đừng để có những tình trạng mà dơ mà lâu ngày bỏ nó đi qua đi lại. Tại vì đi qua đi lại mình thấy dơ hoài khó chịu lắm. Chạy xe nó cũng cảm thấy không thấy phấn khởi nữa. Một con xe mà nó sạch sẽ rồi á, thì anh em chạy anh em rất là thích. Nói chung là vậy, hãy cố gắng giữ chiếc xe mình thật sạch. Ok thôi, mình về tới nhà mình sẽ quay tổng thể hết chiếc xe của mình hiện tại cho anh em xem nha. Một số thay đổi, một số cách sửa lỗi của mình. Ok anh em, đây là con xe của mình khi nào mình đã fit lỗi xong nha. Anh em nhìn nè, cái dàn tay của mình là bây giờ là nó trở thành là ốc màu vàng hết. Tất cả các ốc này đều là ốc titan hết, nhưng mà tại vì mình nhúng lại màu vàng ha. Đồng hồ Coso này mình đã sơn lại màu đen rồi, nó không còn màu xanh nữa cho nó đồng bộ. Và đây nữa là cái phần bên cùm tay của mình, anh em thấy cái bát không? Đây là cái bát nè, cái bát mà dây dầu á, cái bát bình dầu chứ, nó cũng là 100% titan luôn. Và mình đã nhuộm vàng nó lại rồi, tiện phân nó lại màu vàng, nhìn nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Cái phần đầu trước là cái phần mà thay đổi nhiều nhất. Đây, thay vì những con ốc titan màu xanh màu tím á, thì bây giờ nó đã trở thành ốc titan màu vàng hết rồi. Và nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, 100% là ốc titan nha anh em, 100% là ốc titan luôn, không phải là ốc gì hết. Nếu biết trước thì mình đã nhuộm vàng từ rất lâu thì sẽ không có tình trạng gì xảy ra hết, phải đi sửa lại nhiều lần. Còn đây là dàn chân trước, dàn đĩa. Dàn đĩa thì mình đã lên được 5 con ốc titan bắt đĩa, cũng màu vàng luôn. Mình đã đặt một số con ốc này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên đây là 8 con, bên kia là 5 con nữa. Tức là tầm khoảng độ 13 con ốc titan, mình cũng sẽ nhuộm vàng luôn. Nhưng mà hiện tại là chưa có về kịp, nên mình sẽ đợi ha. Trước tiên là lên 5 ốc đĩa đi. Đấy, anh em thấy đó là một số thay đổi ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ list cho anh em xem một đoạn video để anh em đánh giá khách quan về con xe của mình khi mà đổi màu ốc sang màu vàng thì nó sẽ như thế nào.